Xin chào tất cả các bạn. Mình là Vũ Xuân Tiến. Hôm nay mình rất vui khi mình được tham gia thử thách Ice Bucket Challenge. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Hương Tràm, nhận lời thử thách từ Nguyễn Trần Trung Quân và BT. Thì hôm nay Hương Tràm cùng với anh Running Man Vũ Xuân Tiến sẽ thực hiện thử thách Ice Bucket Challenge. Và các bạn hãy cổ vũ cho hai anh em mình nhé. Anh sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Và người tiếp theo Hương Tràm thử thách đó là anh Hoàng The Man, anh Tiến Dũng The Man và Hương Giang Idol ạ. Anh ai ạ? Người tiếp theo mình sẽ thách thức là thứ nhất anh tiền đạo Lê Công Vinh, thứ hai là Văn Quyết của Hà Nội TNT và thứ ba là các người hùng của U19 Việt Nam. Submit that.